Học bao lâu để bắt đầu đầu tư hả? Tôi là nhà cố vấn nhà, xin kể các bạn những câu chuyện về đầu tư. Học thì thường cái phần 1 á là các bạn học xong cái phần về quỹ và các loại quỹ. Thì sau cái phần quỹ và các loại quỹ rồi á thì các bạn có thể bắt đầu đầu tư được rồi. Tôi sẽ bày cho các bạn đầu tư về quỹ. Và các bạn cũng sẽ đầu tư an toàn, tại vì quỹ thì nó khác biệt ở chỗ là các bạn không phải sợ cái chuyện sai, chọn sai cái gì sai cổ phiếu. Mà quỹ thì các bạn đợi, chúng tôi sẽ hướng dẫn đợi đợi khi nào mà các bạn cảm thấy phù hợp thì chúng tôi sẽ chia sẻ để các bạn có thể bắt đầu vào rồi bắt đầu có lợi nhuận. Và tất nhiên chúng tôi cũng sẽ hướng dẫn tất cả các phương thức, cách thức đầu tư quỹ ra sao để rồi các bạn tối ưu hóa lợi nhuận, có nghĩa là đâu đó khoảng độ tháng. Còn nếu mà nói là đầu tư cổ phiếu á, thì phải sau 2 tháng các bạn, nó khoảng độ 15-16 học phần. Sau 15-16 học phần đó thì các bạn đã có thể chọn được cổ phiếu rồi, các bạn đã biết điểm vào điểm ra của cổ phiếu rồi, và từ đó các bạn có thể đầu tư trực tiếp được. Tất nhiên đầu tư quỹ thì lợi nhuận nó sẽ không cao như đầu tư cổ phiếu, và đầu tư cổ phiếu là chắc chắn là lợi nhuận nó sẽ cao hơn, chính vì vậy mà nó cần nhiều thời gian hơn một tí. Nhưng mà sau 2 tháng là các bạn hoàn toàn có thể tự tìm kiếm cổ phiếu, tự tìm kiếm điểm vào điểm ra, và dần dần qua 5 tháng thì các bạn dần dần sẽ tự tin dần với cái phương pháp của chúng tôi. Cảm ơn bạn. Nhà cố vấn già kiến tạo những nhà đầu tư độc lập.